Thưa quý vị, chúng ta đang trải qua những ngày rét buốt nhất kể từ đầu mùa đông. Nhiệt độ ở các tỉnh phía Bắc và thủ đô Hà Nội đã xuống dưới 10 độ. Thời tiết lạnh giá rét ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe của mọi người và đặc biệt là người cao tuổi. Khi mà thời tiết chuyển lạnh đột ngột sẽ làm co mạch khiến huyết áp tăng vọt và dễ xảy ra đột quỵ. Vậy thì trong những ngày vừa qua khi nhiệt độ giảm sâu thì số lượng tai biến đột quỵ có sự gia tăng như thế nào và làm sao để mà bảo vệ sức khỏe của người cao tuổi và tránh những tai biến đột quỵ trong đợt rét này đây? Để chia sẻ vấn đề này thì hôm nay chúng tôi đã mời đến trường quay Phó giáo sư tiến sĩ Mai Duy Tôn, giám đốc của Trung tâm đột quỵ bệnh viện Bạch Mai Hà Nội. Xin cảm ơn Phó giáo sư tiến sĩ đã cùng đồng hành với chương trình ạ. Vâng, xin chào MC, xin chào quý khách đang xem chương trình. Vâng ạ. À, thưa Phó giáo sư tiến sĩ là thời tiết lạnh giá trong những ngày vừa qua thì rõ ràng là cái số lượng bệnh nhân cấp cứu vì tai biến đột quỵ tại Trung tâm đột quỵ bệnh viện Bạch Mai thì có sự gia tăng như thế nào và có xảy ra cái tình trạng quá tải không thưa? Ông? À, trung tâm đột quỵ bệnh viện Bạch Mai là tuyến cuối cùng của khu vực phía Bắc À, nếu như hàng ngày thì số lượng bệnh nhân đột quỵ đến với chúng tôi là khoảng trên 30 bệnh nhân và đặc biệt trong mấy ngày trở lại đây khi thời tiết lạnh thì có sự gia tăng số lượng bệnh nhân và cái số lượng có thể tăng trên 20% hàng ngày và đặc biệt như ngày hôm nay thì số lượng bệnh nhân của chúng tôi cũng rất đông à. À, ở trung tâm đột quỵ bệnh viện Mai thì chúng tôi xác định cấp cứu đột quỵ cấp chính vì vậy mà tất cả cái quy trình đánh giá và điều trị bệnh nhân được thực hiện rất nhanh chóng và thực hiện cấp cứu Chính vì vậy thì khi bệnh nhân tình trạng ổn định thì bao giờ chúng tôi cũng sẽ luân chuyển bệnh nhân. Đấy là một cái lý do mà trung tâm mặc dù rất đông bệnh nhân nhưng mà luôn luôn bao giờ chúng tôi cũng phải để sẵn các cái giường bệnh để cấp cứu người bệnh đột quỵ một cách kịp thời nhất. Vâng, rõ ràng là bệnh nhân nhập viện thường không biết là trong tình trạng như thế nào và những người mà cao tuổi thì được người nhà đưa cấp cứu thì có có trong cái thời gian vàng để mà chúng ta cấp cứu đột quỵ cấp hay không ạ? À, đợt lệnh này thì nó cũng trùng hợp với cái bùng phát dịch sau Tết. Chính vì vậy mà rất nhiều bệnh nhân đột quỵ đến với chúng tôi thì thường là muộn. À. Hoặc là từ các tỉnh đưa đến thì cái thời gian đến với trung tâm đột quỵ thường nó quá trên 4,5 và trên 6 giờ. Chính vì vậy nó đã mất đi cái cơ hội cái thời gian vàng. Tuy nhiên, thì như chúng ta biết thì hiện nay nhờ ứng dụng của các cái công nghệ thông tin đặc biệt là vai trò của hình ảnh học thì thậm chí bệnh nhân đến với chúng tôi muộn thì chúng tôi vẫn tìm kiếm các cái cơ hội đánh giá để điều trị tối ưu nhất cho bệnh nhân và rất nhiều bệnh nhân vẫn có các cái cơ hội để điều trị mang lại cái khả năng hồi phục rất cao cho người bệnh. À, còn là quả đáng tiếc nếu mà chúng ta không cấp cứu được trong cái thời gian vàng à, Tuy nhiên thì không biết là, là Phó Giáo thư tiến sĩ Mai Duy Tôn có thể chia sẻ thêm à, Về cái câu chuyện là vì sao mà khi mà thời tiết giá lạnh hoặc là nhiệt độ giảm sâu một cách đột ngột Thì tác động rất là lớn đến người cao tuổi gây ra cái tình trạng đột quỵ cấp như, như vậy Và chúng ta biết rằng là thời tiết thì không gây ra những tai biến đột quỵ Nhưng mà thông thường cứ vào cái thời điểm này thì cái số lượng bệnh nhân đột quỵ lại tăng lên Và đặc biệt là người cao tuổi Thứ phó à, như chúng ta biết đấy thì các cái nghiên cứu ở các nước phương Tây hoặc là Mỹ ở những cái nơi mà có thời tiết rất lạnh đặc biệt là băng giá thì người ta thấy rằng cái tỷ lệ bệnh nhân được quỵ theo tháng thì cái tháng mùa đông là bao giờ cũng cao hơn những cái tháng mùa hè hoặc là thời tiết ấm bởi lẽ là khi bệnh nhân à, khi mà thời tiết lạnh thì có xu hướng làm co thắt các cái mạch máu và điều này sẽ làm cho bộc phát các cái cơn tăng huyết áp đặc biệt là những cái người đã có cái bệnh nền là tăng huyết áp cái thứ hai người ta thấy rằng cái khi thời tiết lạnh ấy, thì cũng làm cho các cái lưu lượng à, dòng chảy nó chậm hơn. À. À, rồi bệnh nhân có thể nếu mà kèm theo mà độ ẩm nó cao, à, bệnh nhân không được uống nước, đặc biệt là những người cao tuổi. Thì nó làm cho máu nó dễ cô đặc và à. điều này nó sẽ gây dễ, dễ đông vón máu và gây ra tắc bệnh. Ngoài ra thì à, mùa đông thì một số các cái bệnh lý virus nó cũng thường à, à, xảy ra và nó cũng có thể kích hoạt à, cơ thể à, gây ra các tình trạng à, khởi phát đột quỵ. À. Chính vì vậy thì à, đột quỵ bao giờ cũng có gia tăng theo mùa và liên quan đến mùa lạnh là là tỷ lệ nó cao hơn. À. Ngoài ngoài cái yếu tố về mặt thời tiết ra thì những cái thói quen nào của sinh hoạt của người cao tuổi cũng dễ dẫn đến cái tình trạng mà người cao tuổi dễ bị đột quỵ trong cái mùa lạnh giá như thế này. À, người cao tuổi thì chúng ta biết là những cái người mà rất nhạy cảm đối với thời tiết lạnh, đặc biệt là những người, người cao tuổi là thường có các cái bệnh lý nền, nhiều bệnh lý nền. chính vì vậy mà khi người cao tuổi mà đi ra lạnh, đặc biệt là những cái sáng sớm hoặc là những cái người cao tuổi mà có cái thói quen tập thể dục, họ thường tập vào buổi sáng sớm. ví dụ như thời tiết ấm thì là cái điều đấy thì nó không ảnh hưởng gì tuy nhiên vì nó ăn vào máu của người ta rồi thành một cái thói quen rồi mùa lạnh thì người ta vẫn cứ duy trì cái tập à, thể tập thể dục vào sáng sớm khi mà nhiệt độ nó thấp nhất trong ngày và cái điều này nó sẽ nguy hiểm cho người cao tuổi và nó dễ dàng gây ra các cái cơn đột quỵ nào vâng vừa à, vừa rồi thì chúng ta nói đến cái câu chuyện về cái thời gian vàng à, để mà chúng ta có thể cấp cứu được những bệnh nhân đột quỵ vậy thì trở lại câu chuyện này thì theo bác sĩ thì những cái sai lầm à nào trong cái việc mà cấp cứu đột quỵ khiến bệnh nhân chúng ta hay bị bỏ lỡ cái thời gian vàng điều trị thậm chí là cũng có xuất hiện những cái tình trạng là cạo gió này, uh, sức dầu này hoặc là châm chích 10 đồng ngón tay uh, để mà sơ cấp cứu trước khi mà đưa đến các cái cơ sở trung tâm y tế uy tín như là trung tâm đột quỵ. Như chúng ta biết đấy đối với đột quỵ thì bao giờ thời gian cũng là vàng, à. thời gian rất quan trọng trong việc xử trí bệnh nhân đột quỵ. Chính vì vậy mà khi người bệnh bị uh, phát hiện đột quỵ thì những cái người xung quanh bệnh nhân đấy nhanh chóng đưa bệnh nhân vào các cái cơ sở y tế à, chuyên sâu về đột quỵ để chúng ta kịp cái thời gian vàng để điều trị cho bệnh nhân à, các cái động tác mà chúng ta biết đấy mà dân gian truyền miệng ví dụ như cạo gió rồi trích máu ở đầu ngón tay thậm chí có rất nhiều bệnh nhân đến với chúng tôi họ còn cắt cả đứt cả một cái dây tai vâng. họ à, lầm tưởng đấy là để cho máu nó chảy ra thì làm giảm cái 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 lưu lượng máu trong trong người điều đấy hoàn toàn sai và những cái việc làm đấy thậm chí còn gây nguy hiểm cho bệnh nhân. Cái thứ hai thì khi phát hiện người bệnh bị đột quỵ, nhiều người thường có một các cái thói quen không đúng, không khoa học. Đây là cho bệnh nhân ăn uống thậm chí là cho uống các cái loại thuốc truyền uh, miệng. À. Cái điều này cũng rất nguy hiểm cho người bệnh. Bởi vì khi bệnh nhân bị đột quỵ thì bệnh nhân hoàn toàn không có uh, nhận thức thậm chí nhiều người bệnh là rối loạn ý thức hôn mê thứ hai khi bệnh nhân bị đột quỵ thì bao giờ cũng rất dễ nguy cơ rối loạn nuốt vâng. bệnh nhân rất dễ bị sặc chính vì vậy mà chúng ta cho bệnh nhân ăn hoặc uống các cái chất lỏng cho thuốc vào thì nó sẽ làm nguy cơ bị sặc và đường hô hấp thậm chí bệnh nhân có thể tử vong vâng. và cái điều đấy thì nó sẽ làm nặng thêm cái tình trạng uh, cho người bệnh đột quỵ chính vì vậy uh, về uh, chuyên môn chúng tôi khuyên người bệnh cũng như là người thân mà phát hiện ra bệnh nhân đột quỵ thì nhanh chóng đưa vào cơ sở y tế gần nhất, chúng ta gọi cấp cứu 115. Một một nếu tình trạng bệnh nhân nặng. Thứ hai là nếu bệnh nhân nhẹ thì có thể sử dụng các phương tiện cá nhân để nhanh chóng đưa vào các cái cơ sở y tế gần nhất để có kịp thời gian vàng để cấp cứu cho người bệnh vâng à, cũng theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn quốc gia thì dự kiến là những cái đợt rét đậm rất hại sẽ vẫn duy trì à, cho đến tháng, hết tháng 2 tới à, vậy thì à, cho đến thời điểm này thì không biết là phó giáo sư tiến sĩ à, bác sĩ Mai duy tôn có những cái lời khuyên gì à, cho các gia đình và đặc biệt là đối với những người cao tuổi hoặc là thân nhân của các người cao tuổi để chúng ta tránh được cái tình trạng à, để bệnh nhân phải nhập viện vì tai biến và đột quỵ hay không ạ vâng à, chúng tôi có lời khuyên là trong những cái thời tiết giá lạnh mà đặc biệt nó đang còn kéo dài trong một vài ngày tới thì những cái người à, dì, à, cao tuổi à, hoặc là những cái người có bệnh lý nền thì chúng ta cần giữ ấm, chúng ta nên hạn chế đi ra ngoài. Đặc biệt à, nếu mà có việc cần thiết về ra thì chúng ta nên chọn cái khung thời gian mà thời tiết nó ít lạnh nhất. Thứ à, hai là chúng ta phải tuân thủ các cái chế độ điều trị thuốc nếu người bệnh đang có cái bệnh lý nền. Và một cái điều là chúng ta cần lưu ý là à, chỉ, nếu những cái người mà tập thể dục thường xuyên thì chúng ta tránh tập uh, thể dục vào buổi sáng sớm thay vì tập vào sáng sớm thì có thể đổi ra cái khung giờ đầu giờ chiều để chúng ta tập và có thể tập ở trong nhà thay vì ra ngoài trời để tập để giữ ừ. ấm cho cơ thể. Vâng, à, đấy là câu chuyện của những uh, bệnh nhân những người cao tuổi bị tai biến lần đầu. Vậy thì có rất nhiều những cái trường hợp bệnh nhân bị tai biến lần 2 và lần 3, các cái lần tiếp theo thì thường là sẽ nặng nề hơn đúng không ạ? Và đúng chúng ta rất là hết sức tránh cái vấn đề về bị tái đột quỵ. Vậy thì cái phương pháp nào để có thể phòng tránh cho những bệnh nhân như vậy Đối với người bệnh đã được chuẩn đoán đột quỵ thì chúng ta phải tuân thủ chế độ dự phòng suốt đời. Vâng chúng ta không phải là khi bệnh nhân đã khỏi hoặc đã ổn định thì chúng ta dừng thuốc. À. Chính vì vậy mà chúng ta phải tuân thủ chế độ dự phòng suốt đời cho người bệnh. Chúng ta tuân thủ cái chế độ khám định kỳ để theo bác sĩ kê đơn thuốc cho bệnh nhân. Và thứ hai nó thể là để tránh các cái yếu tố nguy cơ có thể gây ra hoặc là các những các cái, cái thói quen xấu. Ví dụ như hút thuốc lá, uống rượu hoặc là à, lười tập vận động. thì Những cái việc đấy nó cũng sẽ làm tăng cái nguy cơ tái phát đột quỵ cho người bệnh và tất cả chúng ta phải cần điều chỉnh cần theo chế độ cũng như là tư vấn của người thầy thuốc vâng ạ. rõ ràng với những cái phân tích của phó sư tiến sĩ bác sĩ Mai Duy Tôn giám đốc trung tâm đột quỵ bệnh viện Bạch Mai Hà Nội thì chắc hẳn là quý vị đang theo dõi chương trình ngày hôm nay cũng có thêm những thông tin để chúng ta dự phòng cái việc mà người cao tuổi bị rơi vào một trạng thái là bị đột quỵ nhập viện vì vấn đề đột quỵ cũng như là chúng ta dự phòng cho những người đã có được chẩn đoán bị đột quỵ rồi thì sẽ có một cái cách phòng tránh tốt nhất cho những cái ngày giá lạnh như thế này một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Mai Duy Tôn đã cùng đồng hành với chương trình chào buổi tối. Vâng, xin cảm ơn chương trình, xin cảm ơn quý vị đang xem chương trình truyền hình. Và một lần nữa xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.